Can you see Yes. screen? Bữa trước cô có 29, thế nào 29, hình như 29 cô có nhớ là cho trình về tìm đáp án cho cô đúng không? Làm 29 như thế nào? Rồi, đáp án của trình tìm được là gì con? Coi is với anh là vì trí mật áp sốt làm cho thành Đối với một cái câu bị động mà chuyển sang sorry câu đúng là câu bị động mà chuyển sang câu chủ động ha, mà ở đây mình không tìm được cái chủ ngữ thì quy chủ ngữ cho cô thành chữ du nha. Rồi vậy thì chắc chắn câu chủ động của mình sẽ bắt đầu bằng chữ du. Du như thế nào? you should be stand cheap Không mà y nè ha. Bị động là to be cộng với 3 ed nhưng mà sang chủ động không còn to be nữa con. You should cộng với động từ luôn. you should xem xem we are Xem cái xem gì? treatment khác week before treatment đây. Đúng rồi, send Christmas card a week before Christmas day. Bé sau mình ghi y chang vậy ha. Rồi, tiếp tục bữa trước mình sửa tới hết câu 34 rồi. Giờ mình chuyển sang phần số 3 nha. Rewrite the sentence. Rewrite the sentence mình cũng đã sửa được hình như là tới câu number 7. Cô nhớ là hình như là tới câu number 7, câu số 7. Right. Như Rồi. No, chưa, chưa tới câu số 7. Number 3, đúng rồi. Tới câu number 3, câu số 3 nha. Number 3. So now please read your answer. Question number 3, please. Where the festival has were the festival held hay là held? hết Held, mình đọc là held ha. hiểu Where were the festival held? Number 4. number four là Christmas is an important festival in many countries. Christmas is an important festival in many countries. Đáp án chính xác. Number 5. Midnight is arriving in Huế Number 5 con, câu số 5. Câu số 5 là how many? many people took part in art activity? How many people took part in its activities? Rồi, câu này của mình có cần phải thêm từ gì vào không nè? Hay là như vậy là đúng rồi? How many people took part in its activity? Câu này chính xác chưa? Hay có cần thêm từ gì vào không? No, đáp án là no. Câu này chính xác là không cần phải thêm từ gì vào nữa. Number 6, câu số 6. Midnight arrival in tonight. Driving in có nghĩa là đến Huế vào tối nay, chính xác. Number 7. Seven là they are going to live 2 months They are going to live 2 months in England. Correct answer. Hoặc là bây giờ cô muốn nói là they are going to live in England 2 months được không? England. À, No, không được ha. Đây. Câu này của mình, lưu ý cho cô là ở đây mình có từ in đúng không? Từ in nè. Còn một cái là to nè. Vậy thì ngay chỗ chữ to này they are going to live
to live sao? 2 months Two in England. Bây giờ cô đã là going to live in England 2 months. Cái gì khác? Going to live 2 months in England. Cái gì khác không? Khác là không có chủ ngữ. Không khác là khác. Khác cái vị trí là England chỉ vị trí đứng trước, còn 2 months chỉ thời gian đứng sau ha. Nhưng mà về mặt nghĩa thì nó cũng không có thay đổi ha. Rồi, ok, tiếp tục. Number 8, câu số 8. Câu số 8 là it is not difficult to change this sentence into English. It is not difficult to translate this sentence into English. Câu này correct answer, chính xác ha. Mình có not difficult to verb. Number 9. Number 9 là last week we found an English Vietnam dictionary. English Vietnamese dictionary. Can you tell me the meanings, cho cô nghĩa của cái từ này ha? English Vietnamese dictionary. What does it mean? Là từ điển tiếng Việt. Từ điển Anh Việt. Từ điển. Ừ, bây giờ cô chuyển là Vietnamese English Dictionary thì mình sẽ là từ điển Việt Anh. Đúng rồi, cái nào trước thì mình sẽ là cái ngôn ngữ mà mình phải tra trước ha. English Vietnamese là từ điển Anh Việt, là mình tra tiếng Anh, mình thấy nghĩa tiếng Việt. Còn Vietnamese English Dictionary là mình tra tiếng Việt, sau đó người ta cho mình từ tiếng Anh của từ tiếng Việt đó. Number 10. Number 10 là do you mind it along the window? Very good. Correct answer. 11. 11 là I am delighted that you passed your English exam. I am delighted that you have passed your English exams. 12. 12 là the hound destroyed by the storm are now caught in repute. The house destroyed by the storm are now being rebuilt. Ở phía trước là rút gọn ha, rút gọn bị động. Thay vì mình phải nói là the houses which are destroyed, mình rút gọn cái mệnh đề quan hệ bị động là the houses destroys. 13, câu số 13. Câu số 13 là he is very happy that his parents will give him a birthday present. He is very happy that his parents will give him a birthday present. Correct answer. 14. 14 là I live far from the city, so my life is quite be careful. So my life is quite peaceful. 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 What does it mean, peaceful? Peaceful. À, yên ổn. Peaceful là yên ổn, yên bình, chính xác. 15. 15 là I usually have many lessons in morning, so I often go home late at 11:12. 15 là câu every day I get up hả con? Every day I get up early at 4:30. 4:30. 16. I leave my teeth, brush my face, have a quick breakfast, and I walk to school. Correct answer. 17. 17. It takes me 2 hours to get there. 2 hours. 2 hours to get there. Đây là cái ngữ pháp là về tốn, mất bao lâu để làm một cái việc gì đó ha. Ở đây mình sẽ nói là tốn 2 giờ để mà đi đến đó. It takes someone cộng với thời gian. 18.
Nên là I usually have meditation in the morning, so I often go home late at 20 past 11. 20 past 11. 19. Nineteen, I study hard at school because I do not have time to study at home. Because do not have time. Chính xác. 20. I hear my parents work on the farm in the afternoon. In the afternoon, và đối với farm mình dùng on the farm, correct. 21. In the summer, my parents often take me to FedEx. Vũng Tàu đúng không? 22. 22 là I hit a red time because I spend all time there going swimming. Going swimming. 23. 23 là although the life in the country is still hard, I love it very much. 23, and though the life in the country is still hard, phải, I love it very much. Chính xác. Lưu ý cho cô, mặc dù chữ and though mình dịch là mặc dù cái gì đó, nhưng mà trong cái câu tiếng Anh của mình không được có chữ but ha. Chỉ cách hai vế chỉ cách nhau bằng dấu phẩy thôi, không được dùng là mặc dù cuộc sống ở quê thì khó khăn nhưng tôi vẫn thích nó. À, mặc dù tiếng Việt mình dịch là nhân nhưng mà trong tiếng Anh không được có chữ nhân trong đó. 24, tiếp tục nè, 24. 24 là I will have a wonderful time at Sydney. Sydney là ở Australia, là ở Úc ha. Rồi ở đây mình có là I have. Con đang dùng thì simple past, right? Lại simple past để kể lại ha. Thì ở đây không có chữ were nữa, bởi vì have là động từ thường, cho nên mình chia quá khứ trực tiếp vào had luôn. I had a wonderful time. Và chữ time này liên từ không đếm được, cho nên là không dùng are ha. I have wonderful time at Sydney. Rồi câu tiếp theo. Câu tiếp theo là the weather. The weather is lovely, so go to the beach most of the time. The weather is lovely, so I... Chữ go ha, quá khứ của chữ go không phải là got, mà là... Quá khứ của go không phải là got, mà là when. I went to the beach most of the time. Right, continue. Câu tiếp theo. People in this city are helpful and friendly. Very good. Continue. Yesterday. Yesterday I visit my history teacher house and she had a big bag with a lot of sheep. Right. Cô quên là cái câu trên đang ở quá khứ đúng không? Thì cái câu people cũng phải ở dạng quá khứ cho cô luôn ha. Nên chuyển to be are sẽ thành là were. Quá khứ thì quá khứ hết ha. Yesterday tương tự. Visit này mình phải chuyển sang V2. V2 của visit là? V2 của visit là visited ha. Yesterday I visited my history teacher's house and she have này mình cũng sẽ là she had luôn, quá khứ. She had a big fan with a lot of sheep. Sheep ở đây ha, lot of sheep. Chữ sheep này mình không có thêm s nha con. Sheep này không thêm s bởi vì sao? Đây là một cái danh từ đặc biệt. Số nhiều và số ít của nó đều là sheep luôn. Cho nên là mình không cần phải thêm s vào. Được ha, số nhiều số ít đều là sheep hết, không cần thêm s vào nha.
Rồi bây giờ tới next Sunday rồi nè, là mình sẽ dùng thì tương lai. Next Sunday, rồi đọc tiếp cho cô next Sunday sao ha? Next Sunday, I will buy some souvenir for you and my sister. And my sister. Next Sunday I will buy là đáp án chính xác. See you soon, love. Ok, xong rồi, xong cái bài này rồi. Bây giờ cô sẽ sửa tiếp qua cái bài mà conversation nha. Just conversation, cái đoạn hội thoại ha. Rồi. Chủ đề bữa trước cô cho là invite your friend to study with you, đúng không? Invite your friend to study with you. Right. Rồi bây giờ bằng những cái chữ viết tắt này, Trình giúp cô đọc thành một cái đoạn hội thoại hoàn chỉnh nha con. Hi, how are you today? Thank you. I am okay. Can you come my house to study together? Always when I come to your house, I think you can come to my house at 8 o'clock. We will finish our homework at 10 o'clock. I think it's okay. What do we do after finish homework? I think all of you phải chỉ đặt. Okay. Không mất rồi. BTW là gì ha? BTW là gì? Như là bạn có bận không nếu mua giùm tôi mấy chai nước. BTW hình như là be that way đúng không? Be that way. BTW. Be that way được hiểu là nhân tiện thì. Nhân tiện. Dạ. Nhân tiện thì can you buy my some coke? Rồi bây giờ cô sẽ check nha. Đầu tiên hi, không có gì. How are you today? Ok. Thank you. Chữ you này mình có thể viết tắt là chữ U á. Chữ U ha. You viết tắt thành chữ U nè. Can you come to? Can you come to my house to study together? Là chữ till này thì mình có thể tiếp thằng số 2. Can you come to my house to study together? Okay, when I come to your house, when I come to your house. Khi nào tôi sẽ đến nhà bạn? Có thể dùng chữ can ở đây ha. When can I come to your house? Là chữ till nữa thì mình sẽ có thể dùng số 2 để thay thế chữ till này. When can I come to your house? I think you can come to my house as. Rồi, and we will finish our homework as I think it's okay. What do we do after finishing nha con? Sau before hoặc là after phải là finishing homework. I think we will. I think we ha, not us. We will play Free Fire. Ok. Rồi nhân tiện can you buy me nha. Can you buy me some Coca? Coca tiếng Anh của mình là Coke. Some coke. Rồi ở phía dưới thì ok rồi. Now let's move on to speaking. Bữa trước mình tới speaking ha. Còn cái bài câu trực tiếp và câu gián tiếp thì bữa sau cô sẽ sửa nha. Rồi bây giờ mình trở lại với cái bài speaking của mình. Chủ đề về technologies. Technologies. Let's take a look at the vocabularies. Nhìn cho cô những cái từ vựng sau đây và cho cô biết có những cái từ nào mà mình chưa từng gặp qua hay là chỉ là những cái từ cũ đã học qua rồi. Nhưng thống nhất quá rồi. Strategies. Already? Strategies. Articles. Already? Facilitates, facilitate cũng already.
capacities and ready. Progress, distance, accessible collaboration. Rồi, qua hết rồi ha. Vậy thì bây giờ bắt đầu chuyển vào phần speaking. Answer my questions. Do you use any technical devices? Do you use any technical devices? Yes or no? Yes or no? No, I don't. No, I don't. I don't use any technical devices. Really? Thiệt không? Không, không thấy nữa đâu. Cô nghĩ là có chứ. Technical devices là mobile phone nè. Laptop, computer nè. Yes. Rồi. So, can you tell me what kind of technical devices do you use? Để kê những một vài cái mà con đã sử dụng cho cô nè. Ví dụ như này. For example. Phone, iPad, computers, computer and laptop, and so on, and stuff, so on, vân vân ha. Continue. How often do you use internet? How often do you use internet? Thường dùng nhiều. Còn dùng như ta mình ta how often do you use the internet? Sometime, always, once a week, twice a week. So how often? Sometimes, thỉnh thoảng. Always, luôn luôn. I often use internet 5 hours. 5 times a week. 5 hours a day. 5 tiếng, right? 5 hours a day. Yes. So what do you use the internet for? Mục đích sử dụng. What do you use the internet for? To relax, to play game, and to study. Listen to music, to study, to read online book, right? To shop the web like Facebook or Yellow, and so on. Continue. Do you own a computer? Yes. You on your own computer? Yes. How long have you owned a computer? How long? 3 years, 3 years, 4 years. How long? One year, 2 years. 3 years, 4 years. Mới được tầm khoảng 1 tháng. 1 month. One month. Right. Vậy thì mình đã là I have owned a computer for one month. Đúng rồi. Do you think that technology is important in our life? Yes. Because? A lot of things, for example. Đó là những việc gì? If we study the last in the world, in the Rồi bây giờ cô nói Vietnamese, con nói English cho cô nha. Bởi vì sau một ngày học tập mệt mỏi thì mình có thể lên mạng nghe nhạc, xem phim để thư giãn. Rồi, dịch cho cô đó sang tiếng Anh đi. After the time that passes, we can online
And watch movie, listen to music to relax. After a hard working days, we can surf the net or surf the internet to listen to music, read books, play games, watch movie to relax. Okay. What else? Còn gì nữa không ha? Tiếp theo, khi mình không biết một thông tin gì đó, mình có thể lướt web và biết được thông tin đó là gì. If when we don't know the information and search the internet. Chúng ta có thể biết đó là thông tin gì? We can know what is that information. What is that information? Được ha? Rồi, the next one. Ý tiếp theo nha. Có rất nhiều những cái trang web mà chúng ta có thể kết được nhiều những người bạn mới và học ngôn ngữ. Đây, nói ý đó cho cô nè. There are many websites, right? There are many websites such as Facebook, Yalo, that can help us kết bạn mới và học ngoại ngữ. Make new. Kết bạn mới là gì ha? Make new friend. Và học ngoại ngữ. Study English là English tiếng Anh, còn ngoại ngữ mình sẽ dùng là foreign languages được ha. Rồi bây giờ nói lại cả ba ý cho cô nè, ba ý hồi nãy luôn á. Information we can research to how to do that. We can make new friends, study languages. Foreign languages. Rồi ý đầu tiên là thư giãn sau một ngày học mệt mỏi. And relax after the hard working day and how working day like weekend. Làm gì, có thể làm gì nè? Relax bằng cách nào nè? Listen to music. Rồi gì nữa? Rồi làm gì nữa? Listen to music. What a teen movie. Rick online book. Đúng rồi. So that's all for the speakings. Now let's move on to the readings. Can you see my screen? Readings. Can you see my screen now? Yes. Okay, very good. Our topic of reading skill today is current events. Current event. What does it mean? Current events. Current events là những sự kiện gần đây ha. Current events xảy ra gần đây.
Now let's look at all the vocabularies. Can you read out loud the vocabulary for me? Freezer, steam projector, film maker, digital, suit, light, extend, effect. Resort, nhớ âm hai, resort. Resort, strip, strip. Projector, projector. Projector. Filmmaker. Filmmakers. Rồi, chữ tiếp theo là nhấn âm 1 ha. Digital. Digital. Đúng rồi. Shoot. Alive. Extinct. Chữ số 8 là extinct. Extinct. Effect. Affect. Effect. Affect. Effect. Affect. Okay. Now I will give you 1 minute, một phút để learn by heart on the vocabulary nha. 1 minute start. Okay, so now let's start the first word. Rồi, từ đầu tiên nha. Để cô che cái vocabulary này lại ha. Rồi, ok, the first word. Từ đầu tiên, giữ gìn. Giữ gìn là còn có từ yes. Reserve, very good. Hiệu ứng. Hiệu ứng là effect. Affect. Affect. Affect, tuyệt chủng. Tuyệt chủng extinct. Extinct, còn hoạt động. Hoạt động. Alive. Thuộc số. Thuộc số là digital. Digital. The first. Digital. Nhớ âm đầu tiên ha. Người làm phim. Người làm phim là filmmaker. Máy chiếu. Máy chiếu là projector. Projector, very good. Giải mảnh. Giải mảnh. Strip. 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 Very good. Strip. Finish. Xong hết từ vựng rồi ha. Continue with the readings. Rồi, tiếp theo của mình sẽ là Salving the Moose.
Seven Demons là cái title của cái bài đọc của mình. Now, I will give you 2 minutes. Cô sẽ cho Trình 2 phút để đọc sơ qua cái bài này cho cô ha. Và tìm từ mới cho cô. Cái từ nào, từ mới nào con chưa biết. 2 minutes. Start. 2 phút bắt đầu. Finish. Finish. Okay. So, is there any new vocabulary? What is this? Where? Where is the new vocabulary? Coming up format. Tell me the life. Cho cô biết chồng thứ mấy nè. Chồng hormone mê ba mốt năm từ dưới nấm lên Format, right. Continue. What else? ba mắt và còn mình nắm ta Hết chưa con? dạ Ok. Rồi. Muốn dịch từ chữ format thì mình phải đọc nguyên câu ha. Rồi đọc nguyên câu đó cho cô nè. nguyên câu Provider name all in digital format. Rồi, sau khi đọc xong thì con có đoán được nghĩa của chữ format chưa? Format. Digital là thuộc về kỹ thuật số đúng không? Rồi, vậy câu này mình sẽ dịch như thế nào? Anh ấy dùng hết tất cả công tốt anh ta. Format ở đây mình sẽ dịch là dạng nha. Anh ấy đã làm chúng tất cả ở dạng kỹ thuật số. Format ở đây có nghĩa là dạng ha. Right, so now bữa sau mình sẽ tiếp tục với cái phần answer the questions. Bây giờ I have a small task for you. Cô có một cái nhiệm vụ nhỏ cho Trình đây. Ở đây người ta đang nói về là film makers, những cái nhà làm phim đúng không con? Right, ok. Task, một cái nhiệm vụ nhỏ dành cho Trình đó chính là Trình hãy kiếm cho cô 5 cái phát minh ha. 5 cái phát minh invention. 5 phát minh.
đến từ. Năm scientist, năm nhà khoa học. Năm nhà khoa học. Nhưng mà năm nhà khoa học đó phải đến từ các nước khác nhau nha. Coming from different countries. Được ha. Năm phát minh đến từ năm nhà khoa học và những nhà khoa học đó phải đến từ năm nước khác nhau. Bữa sau tìm hiểu xong rồi vô cho cô biết nha. Ví dụ như là điện thoại của ông nào chẳng hạn, hay là TV của ông nào phát minh, phải liên quan đến cho cô là technology nha. Những cái phát minh đó phải liên quan đến technologies, là về công nghệ ha. Rồi, ok, bữa sau nhớ nói cho cô ha. So that's all for today. Hôm nay mình học tới đây nha. See you on Saturday. See you on Saturday. Goodbye and see you again. Good night. See you later. Okay. Good night to you. Bye bye.